10 tảng đá nguyên khối lớn nhất thế giới. Những tảng đá nguyên khối trên khắp thế giới là một dạng vật thể khá đặc biệt. Chúng tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử của loài người. Nhiều dân tộc sống quanh đó, thêu dệt nhiều truyền thuyết và tôn thờ chúng, xem đó là một nơi thiêng liêng để hành hương. Sau đây là những tảng nguyên khối to lớn nhất và đặc biệt nhất vẫn còn tồn tại sau hàng ngàn năm trên trái đất. Ngọn tháp Daewoo. Tháp Daewoo ở Đông Bắc Châu Minh là đài kỷ niệm quốc gia lâu đời nhất Hoa Kỳ. Tổng thống Theodore Roosevelt đã cho quy hoạch khu vực rộng 5 km vuông này vào năm 1906. Tảng đá cao 386 m có hình dạng đặc trưng rất dễ nhận ra. Nó có kết cấu rãnh chạy dài từ đỉnh xuống chân. Theo truyền thuyết của người dân bản xứ, có một con gấu khổng lồ đã trượt chân ngã từ núi xuống. Móng vuốt của nó sắc bén đến nỗi đã tạo nên những rãnh đá kia. Rất nhiều người leo núi chuyên nghiệp mong muốn được chinh phục tảng đá này, nhưng rất ít ai làm được việc này. Đây là một tảng đá rất trơn, việc leo trèo lên nó là rất khó khăn. Hầu hết du khách thích chiêm ngưỡng nó từ bên dưới lên hơn là lên đỉnh của nó. Núi đá ở Georgia. Đây là một khối đá granite có chu vi đáy 8.000m, nằm ở độ cao 244m so với địa hình xung quanh và cao hơn 488m so với mực nước biển. Núi đá này từng là căn cứ mật của đội quân miền Nam trong thời nội chiến Hoa Kỳ. Trên khối đá có khắc chân dung của ba nhà lãnh đạo đang cưỡi ngựa gồm Tổng thống Jefferson Davis, tướng Robert E. Lee và tướng Stonewall Jackson. Trong tự nhiên, tảng đá này đã có những đường mòn cho phép đi thẳng lên đỉnh của nó, thậm chí có thể lái xe điện cỡ nhỏ băng qua những con đường này. Sigiriya là một trong những địa điểm thu hút khách lớn nhất của Sri Lanka. Sigiriya là một tảng đá granite đứng giữa khu rừng nhiệt đới, nằm tại trung tâm của đảo quốc. Những mặt bên của đá gần như thẳng đứng, góc nhìn khi đứng trên đỉnh tảng đá này rất rộng thoáng. Những người sợ độ cao sẽ không thể quan sát hết được tầm nhìn này do nó tạo cảm giác rất sâu. Ngoài việc leo núi, nơi đây cũng là minh chứng cho nền văn minh được tồn tại từ thời cổ đại. Nhiều nhà khai quật tìm thấy các bức vẽ được khắc trên vách đá có niên đại từ thế kỷ 5. Các bức tranh này nằm rải rác từ chân cho đến đỉnh của tảng đá. Các nhà sử học đặt giả thuyết rằng nơi đây là một pháo đài cổ được xây dựng và sử dụng bởi một phương triều mạnh mẽ trong lịch sử Sri Lanka. Uluru. Uluru là một khối sa thạch khổng lồ nằm ở vườn quốc gia Uluru, Katatayuta, gần ở nhà hát opera của Sydney. Xung quanh Yulara có các hang đá với các bích họa cổ và các mạch nước ngầm. Bên ngoài của Uluru trơn nhẵn với chiều cao 348m, dài 3km và chu vi khoảng 8,5 km. Tảng đá này có hai tên gọi, một là Uluru, tên được những người thổ dân Úc đặt từ thời xa xưa, hai là Ayers, tên được đặt bởi chính trị gia Sir Henry Ayers, thời thuộc địa. Một số nhà leo núi tìm đến đây để chinh phục nó, dù cho ban quản lý đã cho xây dựng lối đi và có lan can bảo vệ giúp du khách dễ dàng đi lên đỉnh của tảng đá. Hiện khối đá này đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Empennon de Wrathap. Tảng đá nguyên khối này nằm gần thị trấn Wrathap thuộc tỉnh Antioquia của Colombia. Khối đá này có niên đại khoảng 70 triệu năm. Phần đá nhô lên khỏi mặt đất cao hơn 200m so với mặt đất xung quanh. Người Tahamis bản địa rất tôn thờ khối đá này. Tảng đá nguyên khối này chỉ có vết nứt duy nhất, bởi vậy việc leo lên đỉnh ngọn núi không hề dễ dàng. Lần đầu tiên có người leo lên đỉnh tảng đá nguyên khối này là những năm 1950. Sau này, để thuận tiện cho việc lên tham quan trên đỉnh tảng đá, người ta đã xây dựng cầu thang thông suốt từ chân núi lên đến đỉnh núi dọc theo vết nứt lớn với tổng cộng khoảng 650 bậc thang. Điều này giúp nơi đây trở thành một điểm thu hút đông đảo du khách. Tảng đá Juma. Juma là một tảng đá nguyên khối cao đến hơn 700m, nằm tại vùng nông thôn của Nigeria. Có rất nhiều câu chuyện xung quanh tảng đá này. Nhiều người nhìn thấy bức vách một bên tảng đá trông rất giống khuôn mặt người với đủ mắt, mũi và miệng. Người dân địa phương cho rằng tảng đá này gắn liền với đời sống tinh thần của họ, rằng nó gắn liền với một sức mạnh siêu nhiên nào đó. Bằng chứng rõ nhất cho việc này là người dân đã đoàn kết đứng lên chống lại dự án khu nghỉ mát của chính phủ khi xây dựng tại đây. Dự án nhanh chóng bị hủy hoại và nơi đây vẫn còn mang vẻ hoang sơ như hàng ngàn năm trước. Nhưng vì thế, việc leo lên đá rất khó khăn, ít du khách nào có thể làm được việc này. Tảng đá Gibraltar. Gibraltar là một tảng đá khổng lồ nằm ở cực tây nam của Iberia.
Đây là một phần của Gibraltar, vùng lãnh thổ bên ngoài nước Anh. Đỉnh của tảng đá cao 426m, tảng đá này có ý nghĩa rất lớn đối với nền văn minh châu Âu cổ đại, là cửa ngõ mang tính chiến lược tương tự như cửa Địa Trung Hải. Nhiều người mong muốn được leo lên đỉnh của tảng đá này bởi từ đó có thể quan sát được toàn bộ châu Âu và vùng biển bên kia của châu Phi. Trên đây cũng là nơi sinh sống của loài khỉ Barberry. Nơi đây cũng có một hệ thống đường hầm được các binh chủng quân đội Anh xây dựng từ thế kỷ thứ 18 và được mở rộng vào thế kỷ thứ 2. Và cuối cùng, trên đỉnh của Gibraltar là tòa lâu đài Moris, kiên cố đã được hoàn thành từ thế kỷ thứ 8. Bởi vì sự chắc chắn, một phần không gian của lâu đài được sử dụng làm nhà tù từ năm 2010. Núi đá Sugarloaf. Núi đá Sugarloaf nằm ở vịnh Guanabara của Rio de Janeiro. Nơi đây cũng từng là một trong những điểm du lịch được ưa thích nhất trong thế kỷ thứ 19. Từ năm 1912, nhiều du khách trên khắp thế giới đã xếp hàng và dùng đồng tiền Brazil để được tham quan nơi này. Kể từ đó đến nay, đã có 37 triệu lượt khách đến đây. Sugarloaf là trung tâm của quang cảnh đồi núi đặc trưng của Rio. Do những cung đường tuyệt đẹp và gần với thủ đô sầm uất, nó được đánh giá là một trong những điểm leo núi tốt nhất trên thế giới. Khi quan sát từ đỉnh Sugarloaf, cả thành phố vùng vịnh Rio sẽ lọt vào tầm mắt của bạn một cách tuyệt vời nhất. Pena de Bernal. Pena de Bernal có độ cao hơn 335m so với San Sebastian Bernal, nằm ở miền trung Mexico. Thành phố San Sebastian thu hút khách du lịch bởi ngọn núi đá Pena de Bernal này và những vẻ đẹp mang tính lịch sử đầy mê hoặc của nó. Nếu bạn là một tay leo núi chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị trong tay, bạn có thể không quá khó khăn để chinh phục đỉnh núi. Ngoài ra còn có một con đường chạy dọc theo lưng chừng núi và trên đó có một nhà nguyền nhỏ. Người dân nơi đây coi đây là chốn linh thiêng. Họ thực hiện cuộc hành hương kéo dài hàng giờ đồng hồ vào một số thời điểm nhất định trong năm tới nhà nguyện này. El Capitan nằm ở thung lũng Yosemite của vườn quốc gia Yosemite. El Capitan là một trong những khối đá cao nhất thế giới, có độ cao đến 918m. Do độ cao ấn tượng và những bức tường thẳng đứng, nơi đây được xem là thử thách lớn trong cộng đồng những người leo núi. Dù xuất phát từ mặt nào của núi, El Capitan vẫn là một thử thách khó nhằn cho dân leo núi chuyên nghiệp. Ngọn núi đá này xuất hiện nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật và Apple cũng lấy tên El Capitan đặt cho phiên bản tiếp theo của hệ điều hành của mình. Hình ảnh của nó cũng được dùng làm hình nền mặc định. Các bạn vừa xem xong video 10 tảng đá nguyên khối lớn nhất thế giới và bạn có biết tảng đá nguyên khối lớn nhất ở Việt Nam tên gì không? Hãy bình luận bên dưới nhé!